ôm hết. Và phụ kiện đi theo máy này, các bác sẽ có đi theo là một tay cầm này, một tay mở lưỡi này, một ốp chắn bảo vệ lưỡi này. Và tặng theo các bác một đôi chổi than như này, có phiếu bảo hành chính hãng của công ty. Đó. Và ngày hôm chuôi dài này và chuôi ngắn nhá. Maute thì nó là hàng thương hiệu chính hãng. Đây là các bác xài thì cái chất lượng của nó thì cực kỳ yên tâm luôn. Đây là máy chuôi dài này các bác này. Phụ kiện thì con nào đi theo cũng đều có cho các bác là tay cầm này, tay mở và ốp bảo vệ nhá. Đấy, đây. Maute, đặc biệt là Maute thì là các bác sẽ có thể là điều chỉnh được tốc độ này các bác này. Đấy, Maita chuôi. Em xin lỗi, đây là Maute kéo chống rỉ các bác dùng. Khi mà các bác sử dụng xong các bác cho một ít dầu mỡ vào đây, mình kéo của bác dùng rất là bền và không có bao giờ bị han đầu nhá. Rất là ok luôn. Đấy, còn hôm nay em sẽ tư vấn các bác. Đây là cái mỏ hàn ngâm này các bác này. Đấy, mỏ hàn ngâm có hiển thị nhá. Các bác được tặng kèm theo một cái túi đầu 4 cái, 5 cái đấy. Đây 5 cái to nhỏ khác nhau này. Giá là 240.000 một cái nhá. 240.000 một bộ. Đây là các bác gọi cho em là mỏ hàn ngâm nhá. Tặng kèm theo một cái túi đầu 5 cái như này đúng không? Đấy. Giá 240.000. Cái này là có hiển thị. Vâng. Trung tâm điện máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì em sẽ review giới thiệu chi tiết và sẽ xả kho thanh lý cho các bác nhà mình rất là nhiều các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề. Các bác mà đang có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái sản phẩm nào thì các bác hãy cứ liên hệ trực tiếp tới Trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại Trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước. Các bác chỉ cần có đầy đủ thông tin địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Và trước khi nhận hàng các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm. Và cái mã sản phẩm đầu tiên mà em sẽ chi tiết tới các bác hôm nay thì em sẽ giới thiệu các bác mẫu máy cắt cầm tay của Deptôn. Đấy, một cái mẫu sản phẩm cực kỳ là hot nhá. Với cái sản phẩm này hiện tại đã có rất là nhiều các bác khách hàng đã tin dùng, sử dụng rồi và các bác phản hồi về chất lượng sản phẩm cực kỳ là ok. Hôm nay em sẽ gửi tới các bác hai mẫu. Một mẫu là công tác trên cạnh máy và một mẫu là công tác ở đuôi. Đây là mẫu trên công tác trên cạnh máy này. Khi mà các bác sử dụng máy cắt cầm tay của Deptôn, đấy thì nó sẽ có nguyên bộ đầy đủ cho các bác. Đây là mẫu công tác trên cạnh nhau ấy nhá. Thông số kỹ thuật thì rất là rõ ràng cho các bác này. Công suất là cực đại 950W và vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút. Đấy, các bác sẽ sử dụng được các hộp lưỡi mài phim 100. Con này là công tác ở trên cạnh máy thôi nhé. Máy Deptôn màu xanh, logo dập nổi trên máy như này, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Thì cái mẫu này là công tác ở trên cạnh máy này. Còn cái mẫu này thì là công tác ở dưới đuôi này các bác này. Các bác sử dụng công tác gạt dưới đuôi thì nó sẽ rất là bền công tác nhé. Và mẫu nào thì công tác cũng là công suất của nó cũng đều là công suất cực đại 950W và vòng tua 11.000 vòng trên 1 phút. Đầu máy đều là hợp kim nhôm hết. Và phụ kiện đi theo máy này, các bác sẽ có đi theo là một tay cầm này, một tay mở lưỡi này, một ốp chắn bảo vệ lưỡi này. Và tặng theo các bác một đôi chổi than như này, có phiếu bảo hành chính hãng của công ty. Đó. Và ngày hôm nay em sẽ tri ân hai cái mã sản phẩm này cho các bác đồng giá nhau với mức giá là 590.000 đồng trên một máy bao ship. Và em tặng kèm thêm cho các bác một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000 như này. Các bác có thể là sở hữu Deptôn hoặc là máy cắt cầm tay thì bên em có rất là nhiều mẫu. Đấy, giá cả thì có rất là nhiều mức giá để cho các bác lựa chọn nhé. Các bác có thể lựa chọn một cái mức giá hợp lý hơn thì các bác sử dụng sang cái Mazda này cho em. Đấy, Mazda này thì cái mức giá của nó sẽ ưu đãi hơn, giá sẽ là 400.000 đồng, cũng sẽ có công tắc ở trên cạnh và công tắc ở đuôi máy cho các bác. Và phụ kiện đi kèm thì cái mã nào nó cũng đều có tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ cho các bác. Đấy, đây là máy Mazda này. Mazda thì công suất của nó sẽ là 840W nhé. Tất cả là các bác đều sử dụng lưỡi cắt phim 100. Đấy, máy Mazda cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Công tắc trên cạnh máy như này, các bác có thể lựa chọn này, các bác lấy công tắc ở cạnh máy hoặc là công tắc gạt đuôi. Các bác muốn lấy cái mã nào thì các bác cứ báo bên em nhé. Và lưu ý là khi đặt hàng này, các bác đọc đúng tên mã sản phẩm cũng như là giá tiền em nói trên clip để làm sao mà nhân viên bên em chốt đơn cho các bác nó không bị nhầm, không bị sai mã sản phẩm nhé. Đây là máy cắt của Mazda, giá sẽ là 400.000 và các bác vẫn sẽ được tặng một cái cắt gạch trị giá 50.000 như này. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác
em sẽ có hai mẫu máy Mahute. Đấy, có một mẫu chuôi dài này và chuôi ngắn nhá. Mahute thì nó là hàng thương hiệu chính hãng, đây là các bác xài thì cái chất lượng của nó thì cực kỳ yên tâm luôn. Đây là máy chuôi dài này các bác này. Phụ kiện thì con nào đi theo cũng đều có cho các bác là tay cầm này, tay mở và ốp bảo vệ nhá. Đấy, đây. Mahute, đặc biệt là Mahute thì là các bác sẽ có thể là điều chỉnh được tốc độ này các bác này. Đấy, Mahita chuôi, em xin lỗi, đây là Mahute nhá. Mahute chuôi dài này có điều chỉnh tốc cho các bác nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 650.000 đồng trên một máy, được miễn ship và các bác vẫn được tặng kèm thêm được các gạch nhá. Đấy, trong cái buổi video ngày hôm nay, các bác mà chốt máy cắt cầm tay sử dụng điện trực tiếp 220, em sẽ tặng cho các bác một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000. Đây là máy Mahute. Trời ơi, rất cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn các bác nhé. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là 850W này. Các bác vẫn sử dụng lưỡi phi 100 cho em. Máy có chỉnh tốc nha. Máy Mahute, máy chuôi dài, công tắc bóp có chỉnh tốc, giá 650.000. Còn đây là chuôi ngắn này. Mahute thì hôm nay em sẽ tư vấn tới các bác hai mẫu là đều có chỉnh tốc hết. Các bác có thể lựa chọn chuôi ngắn hoặc là chuôi dài nhá. Chuôi dài là 650.000 và chuôi ngắn cũng là 650.000. Đấy, các bác có thể là tham khảo và lựa chọn cho mình cái bộ sản phẩm mà nó phù hợp với công việc của các bác. Đi theo này, tay cầm này, ốp bảo vệ này. Đấy, tay mở đây. Cái con chuôi ngắn này các bác được tặng kèm theo đôi chổi than này. Để em xem chuôi dài có. Chuôi dài là các bác cũng có đôi chổi than luôn nhá. Riêng về Mahute với lại Deco là các bác đều được tặng theo than nhá. Đấy, đây là cái chuôi ngắn này các bác này. Có điều chỉnh tốc ở dưới đuôi này nhá. Máy mài Mahute, chuôi ngắn công tắc bật ở trên cạnh máy, giá sẽ là 650.000. Đấy, khi mà các bác sử dụng máy mài có chỉnh tốc độ nhá, thì các bác có thể tùy chỉnh này. Cái này nó sẽ có 6 cấp độ cho các bác này. Rất là tiện nhá. Cực kỳ là đẹp và chắc chắn như này. Một cái mức giá rất là hấp dẫn cho các bác, 650.000 đồng, miễn phí ship. Đấy, cái giá này là hôm nay là bên em sale giá sập sàn cho các bác rồi. Đấy, thì cái đợt này em nói chung là cái Mahute này nó về được cái số lượng rất là ít nhá. Nên là các bác nào mà đang cần quan tâm cái mã này thì các bác phải lên đây đặt hàng số mình cho đôi này. Mahute này. Tiếp theo là các bác có thể là sở hữu cái máy Saikyo này nhá. Để bên em có cái mẫu Saikyo này giá em lý cho các bác là 399.000. Đây, Saikyo của các bác này. Một cái mẫu máy rất là đẹp luôn. Đấy, Saikyo thì các bác sẽ sử dụng công tắc gạt dưới đuôi máy, máy chuôi ngắn cho em, 399.000. Đấy, con này thì cái chổi than nó bên ngoài các bác phải tự thay than rất là dễ nhá. Đấy, đây, công tắc gạt đuôi này. Con này thì công suất của nó sẽ là 950W, vòng tua là 14.000 vòng trên 1 phút. Thanh lý cho các bác giá 399.000 thôi. Và các bác vẫn được tặng kèm theo một cái lưỡi cắt gạch trị giá 50.000 đồng như này. Khi mà các bác có máy cắt cầm tay rồi nhá, bác nào mà muốn sở hữu thêm cái bộ lam xích này thì các bác phải thông báo bên em này. Bộ lam xích giá sẽ là 180 này. Nó có từ cái phần màu đen này hất lên nhá. Trong này nó sẽ có nguyên bộ cho các bác này. Các bác có lam có xích nhá. Cái lam này nó sẽ dài 34cm và các bác chỉ lắp được vào máy cắt một tấc thôi các bác nhá. Lam này, xích này, đầy đủ phụ kiện ốc nhông này, ốp che chắn này. Đấy, tay cầm này. Đây, và có cả một loại nhớt như này nữa nhá. Giá bộ lam xích sẽ là 180 thôi nhá. Đấy, các bác có thể là sở hữu máy cắt này hoặc là máy khoan, dụng cụ đồ nghề thì bên em có rất là nhiều. Hôm nay thì em có hai cái mẫu bút thử điện này các bác này. Đấy, đây, bút thử điện nhá. Cái bút màu trắng này giá sẽ là 130 này. Cái bút màu trắng này thì nó không phải là lút, không phải là bút cảm ứng nhá. Nhưng mà các bác sẽ có một cái chức năng là đo thông mạch rất là tiện luôn. Giá là 130.000. Đấy, các bác đọc mã cho em là bút thử điện trắng, giá 130. Còn đây là bút thử điện đỏ này, bút thử điện đa năng của Hatlen. Đấy, riêng cái bút thử điện Hatlen này các bác sẽ đo được điện đứt ngầm nhá. Nó không đo được thông mạch nhưng mà nó sẽ là bút cảm ứng. Mỗi cái nó một kiểu này. Đấy, mỗi cái nó đều có một kiểu hay của nó. Các bác phải lựa chọn. Đấy, bút thử điện trắng là 130 này, bút thử điện đỏ là 150 nhá. Giá này là bên bao ship cho các bác. Còn đây là sản phẩm kéo cắt đa năng này các bác này. Kéo cắt đa năng cán thẳng nhá. Các bác đọc cho em là kéo đa năng cán thẳng chuôi đỏ cho em. Đấy, giá là 80.000. Cái mã này là chưa có được bao ship này. Còn đây là kéo cắt bonsai Nhật Hoa Anh Đào. Giá sẽ là 200.000 em bao ship cho các bác. Đấy,
Còn đây là kéo cắt bonsai, các bác gọi cho em là kéo cắt bonsai đỏ nhé. Giá là 120.000 bao ship này. Còn đây là kéo bonsai Nhật. Đấy, cái mẫu này thì các bác được tặng kèm theo lò xo luôn này. Đấy, cái mẫu này là cái lưỡi thép chống rỉ nhá. Đấy, chốt tự động như này. Các bác nhìn thấy cái lưỡi kéo này, nó rất là dày. Tặng kèm theo một cái lò xo như này để lay mai các bác có thể thay thế được nhá. Giá là 150 một kéo. Đấy, kéo bonsai Nhật này. Giá là 150 nhá. Cái này là cái lưỡi kéo chống rỉ các bác dùng. Khi mà các bác sử dụng xong, các bác cho những dầu mỡ vào đây, cái kéo của bác dùng rất là bền và không có bao giờ bị han đầu nhá. Rất là ok luôn. Đấy, còn hôm nay em sẽ tư vấn các bác. Đây là cái mỏ hàn ngâm này các bác này. Đấy, mỏ hàn ngâm có hiển thị nhá. Các bác được tặng kèm theo một cái túi đầu 4 cái, 5 cái đấy. Đây 5 cái to nhỏ khác nhau này. Giá là 240.000 một cái nhá. 240.000 một bộ. Đây là các bác gọi cho em là mỏ hàn ngâm nhá. Tặng kèm theo một cái túi đầu 5 cái như này đúng không? Đấy. Giá 240.000. Cái này là có hiển thị nhá các bác. Có hiển thị nhá. Đấy, 240.000. Tiếp theo thì hôm nay em còn mấy cái bộ cạo râu bằng pin này, em sẽ thanh lý cho các bác giá 150 này. Đấy, bộ cạo râu hình quả táo. Kèm theo một cái lưỡi cạo sơ cua vào có sạc cho các bác. Cái này các bác sử dụng dễ lắm các bác, dùng cạo râu rất là ok. Đấy, nói chung là các bác nam thì đừng nên bỏ qua cái mẫu sản phẩm này nhá. Cái này nó sẽ có 3 chức năng này. Các bác có một chiếc gương soi ở đây nhá. Và đây nó sẽ có hai công tắc này. Công tắc này bật lên là máy chạy này. Đấy, còn công tắc này bật lên là nó sẽ đẩy một cái lưỡi cạo này để tỉa tóc mai nhá. Các bác sử dụng cạo râu tỉa tóc mai và soi gương được luôn. Giá là 150. Cạo râu bằng pin, các bác sử dụng nó sẽ rất là bền, không có bị đau rát hay chảy máu, cực kỳ là an toàn nhá. Giá là 150 này, cạo râu bằng pin này. Tiếp theo thì là em sẽ chi tiết với các bác hai cái mẫu máy khoan đầu 13 ly. Đồng giá nhau là 520.000 một máy nhá. Đây là máy 13 ly của Huka này các bác này. Cái này các bác sẽ sử dụng điện trực tiếp 220V. Huka đầu 13 ly này. Đấy, cái này hàng chính hãng luôn này các bác này. Logo giật nổ như này nhá. Giá là 520.000 một máy này. Công suất của nó là 750W nhá. Hàng Huka nhá. Hàng cực kỳ là chất lượng này. Tiếp theo thì là đây là máy của Netton này. Đấy, 13 ly của Netton giá cũng 520.000. Netton thì công suất của nó là 710W. Nói chung là các bác sử dụng cái mẫu nào nó cũng đều rất là ok. Đó là hàng chính hãng nên là các bác tài yên tâm nhá. Máy 13 ly thì nó không có đi theo mũi khoan đâu nhá, nó chỉ có máy và tay cầm thôi. Đây, tất cả đều là logo dập nổi này, rất là đẹp luôn. Các bác có thể lựa chọn máy Netton này, Netton đầu 13 ly này, hoặc là Huka đầu 13 ly nhá. Đấy, có hai màu này cho các bác lựa chọn. Đồng giá nhau là 520.000 đồng trên một máy, bên em miễn phí ship cho các bác. Còn đây là máy bắn cốt 5 tia xanh của Huka này. Hôm nay cái mã này em tri ân các bác giá 800.000 một máy. 800.000 một máy, bao ship và sẽ tặng kèm theo một cái chân 1m2 nhá. Cái hộp đựng máy của nó sẽ là hộp vải như này các bác này. Bên trong nó có cái xốp như này này. Đấy, rất là bền nhá. Đây, sử dụng nút ấn cảm ứng pin trâu này các bác này. Cái tia nó rất là đẹp luôn ấy. Đấy, cái này đi theo là các bác có một cái sạc này, một cái kính này, một quả pin trâu như này nhá. Đấy, về các bác lắp pin lại. Các bác lắp pin lại như này, rồi bật công tắc lên, nút ấn cảm ứng như này này. Đấy, tia nó đẹp lắm. Đấy, có nhìn thấy cái tia này chưa? Cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn nhá. Giá 800.000. Đấy, đây là máy bắn cốt 5 tia xanh của Huka. Giá 800.000. Đây là máy mài chai này các bác này. Hôm nay em còn 3-4 bộ mài chai nữa nhá. Em sẽ thanh lý cho các bác giá là 380.000. Đây, mài chai này. Cái này các bác có điều tốc luôn. Cái này nó là đầu 6 ly nhá. Đầu 6 ly. Đầu ma danh 6 ly như này. Có điều tốc này. Đấy. Giá là 380.000 nhá. Cái này các bác gọi cho em là máy mài chai nhá. 380.000. Giá em bao ship cho các bác. Còn đây là ấm siêu tốc Thái Lan này các bác này. Ấm siêu tốc Thái Lan giá là 170.000. Nó sẽ có nhiều màu nhá, màu xanh, màu đỏ, màu hồng, màu vàng có. Khi mà các bác đặt mua là em sẽ nhặt màu bất kỳ. Đấy, đây. Ấm siêu tốc Thái Lan 170.000 này. Cái này là cái ấm này nó rất là to, các bác sẽ đun được 2,5 lít nước, tối đa là 2,5 lít nước. Và cái lõi của nó sẽ là lõi inox nhá. Đấy, inox 304, rất là bền luôn. 170.000 ấm siêu tốc Thái Lan thôi nhá. Giá này là các bác được bao ship rồi. Nói chung là đến cái mã nào mà được bao ship là em sẽ báo cho các bác biết luôn.
Đây là khoan đầu 10 ly của Deadtone này có này. Khoan đầu 10 ly của Deadtone giá sẽ là 490.000. Nếu như mà bác nào mà bắn vít nhiều ấy, chuyên đi bắn máy tôn thì là các bác sử dụng cái đầu 10 ly này. Nó nhẹ nhàng này, logo dập lủi này. Đấy, công suất này 550W các bác nhá. Đầu 10 ly tự siết đầu nhựa như này. Giá là 490.000. Máy Deadtone 10 ly coi nhá. Khoan sử dụng điện trực tiếp 220. Tiếp theo là em sẽ chi tiết từ các bác cái bộ dao này. Đây là bộ dao kéo làm bếp nhá. Đấy, dao kéo Nhật rất là xịn sò luôn. Giá là 250 một bộ có 6 món. Cái này thì sẽ phù hợp cho tất cả các bà nội trợ đi theo máy là. Đấy, cái bộ này là các bác sẽ có một cái kệ để dao này. Đấy, em sẽ chi tiết cả bộ cho các bác tham khảo cho nó được dễ nhá. Đây, trong này nó sẽ có 6 món sản phẩm. Đó, các bác có một cái kệ để dao này, một cái rũa mài dao này, một cái kéo này. Cái kéo này thì nó rất là nhỏ các bác nhá. Kéo rất là nhỏ, các bác chỉ sử dụng các đồ ăn chín được thôi. Đây là con dao gọt hoa quả này các bác này. Đấy. Là chất liệu là thép trắng đẹp cực kỳ luôn nhá. Dao gọt hoa quả này. Tiếp theo này, các bác có 3 chiếc dao cơ. Một dao gọt hoa quả này, một dao thái này. Đấy, tất cả đều là dao pan như này cho em. Đấy, dao thái nhá. Đây là dao chặt này. Dao chặt thì các bác thể chặt xương, chặt gà. Đấy. Chất liệu thép trắng lên là các bác sử dụng nó sẽ rất là sạch sẽ nhá, bền cực kỳ luôn. Đấy, cầm con dao nó rất là nhẹ nhá, nhưng mà sử dụng rất là thích tay. Đấy, một bộ này các bác có một dao chặt này, một dao thái này, một dao gọt hoa quả này, một kéo này, một rũa này. Đó, và một kệ như này nữa. 6 món thôi nhá. Giá chỉ có 250.000 thôi ạ. 250.000. Các bác được bao ship. Cái này là cái sản phẩm tương tác của bên em. Đấy, các bác nào mà chốt thì nhanh tay vì cái số lượng có rất là ít nhá. Tiếp theo là đây là máy thổi bụi của Hukan này các bác này. Thổi bụi của Hukan thì là hôm nay em sẽ chia cho các bác cái mã này là giá là 430.000 một máy nhá. Đấy, nó sẽ có nguyên bộ như này. Đây, máy thổi bụi của Hukan thì rất là đẹp và chắc chắn luôn cho các bác. Có một túi đựng bụi này. Đấy, một ống thổi này. Và đây là máy này. Rất là đẹp. Cái này các bác sử dụng điện trực tiếp 220V nhá. Các bác vừa hút vừa thổi được, nhưng mà cái này nó chức năng chính của nó là thổi bụi nhá, còn hút bụi thì nó gọi là hỗ trợ một chút xíu thôi. Đấy. Đây. Công suất của nó là 750W này các bác này. Vòng tua là 19.300 vòng trên 1 phút. Rất là ok. Máy thổi bụi của Hukan thôi nhá. Giá 430.000. Giá này là em bao phí ship hoàn toàn cho các bác. Máy khoan bi. Đấy. Đây hôm nay thì em sẽ thanh lý cho các bác mấy cái máy khoan bi này nhá. Đây là khoan bi của Meta này. Đây là khoan bi 12V của Meta này các bác này. Đó, 12V thì nó sẽ là pin tròn nhỏ gọn như này. Thanh lý cho các bác giá 400.000 một máy nhá. Nó sẽ có một thân máy 2 pin Meta. Máy 2 chức năng, chạy động cơ có thử than nhá. Sạc của nó sẽ là sạc bàn như này, pin tròn, pin 12V, pin tam giác này. Phụ kiện đi theo sẽ có hơn 20 chi tiết như này cho các bác. Giá 400.000 nhá. Đấy, các bác gọi là máy 12V của Meta. Giá 400.000 này. Tiếp theo đến máy 21V pin 5 cell. Cái này các bác gọi cho em là máy Meta pin 5 cell nhá. Đấy, giá thanh lý cho bác 520.000 miễn ship. Cái này nó có 3 chức năng luôn này. 3 chức năng là các bác sẽ có chức năng búa để khoan tường nhá. Đầu 10 ly này, đầu 10 ly đầu nhựa tự siết và máy chạy động cơ có chổi than. Cái bộ này nó sẽ có một thân máy 2 pin 5 cell, một sạc adapter và một bộ phụ kiện hơn 20 món như này đi theo cho các bác. Tiếp theo là đây là máy 12V của Hitachi này. Đấy. 12V của Hitachi, cái này của em bị thiếu pin rồi. Cái thân máy này nó có đèn báo pin này các bác này. Đấy, nó sẽ có hai quả pin tròn như cái con Magita 12V vừa lấy nhá. Giá là 400.000 nhá, 400.000 một máy. Đấy, Magita thì nó không có đèn báo pin. Các bác lấy Hitachi này có đèn báo pin này. Giá 400.000. Các bác gọi là máy Hitachi 12V xám cho em. Giá là 400.000 này. Giá là em bao ship cho các bác nhá. Tiếp theo thì đây là máy bu lông của Hitachi này các bác này. Cái mã này hôm nay em thanh lý cho các bác giá 750 một máy nhá. Đây, nó sẽ có nguyên bộ này. Một thân máy này, hai pin này. Pin của nó là pin chân pin phổ thông như này nhá. Đấy, cái này là bu lông tiêm vít nha các bác. Nó sẽ có lỗ lục ra ở dưới này để các bác cắm được vít luôn này. Khẩu bu lông 1/2. Các bác vừa bắn bu lông này, ốc vít này. Đấy, giá là 750 nha.
thân máy là chạy động cơ từ không trở than, rất là ok luôn ạ. 750.000. Nói chung là em thanh lý giá rẻ rồi cho nên là sẽ không có bao ship cái mã này. À em xin lỗi, bao ship cái mã này nhưng mà không tặng quà nhá. 750.000 thôi ạ. Đấy, bu lông của Hitachi này. Còn đây là máy Mavita này. Mavita 13 ly thôi nhá. Đấy, đây. Mavita 13 ly này. Cái mã này nó sẽ là đầu 13 ly. Máy 3 chức năng luôn nhá. Đây là máy 3 chức năng. Các bác sẽ có chức năng búa để khoan tường này. Đầu máy sẽ là đầu kim loại tự siết đầu 13 ly. Thân máy là chạy động cơ từ không chổi than. Pin châu 10 cell cho em. Đấy, hai quả pin châu 10 cell như này nhá. Giá sẽ là thanh lý cho các giá 1 triệu. Đó. Cái này em thanh lý rẻ rồi em bao ship cho các bác nên là không có quà tặng nhá. Nên là khi các bác nhận hàng các bác đừng hỏi quà nhá. Cái bộ phận này nó sẽ có bao gồm một thân máy, hai bi và một sạc thôi, kèm theo hộp đựng máy đầy đủ cho các bác. Thanh lý giá là 1 triệu bao ship. Đấy, mức giá rất là hời cho các bác luôn này. Tiếp theo, đây là máy của Daiwat. Đấy, các bác muốn hợp lý giá hơn thì các bác sở hữu sang cái mẫu Daiwat này nhá. Đây là Daiwat 13 ly này. Nhưng mà cái bộ này nó chạy động cơ có than. Đấy, thường thường thì các bác mà sử dụng máy có than nó rất là khỏe và độ bền cao. Cái bộ này hôm nay thanh lý các bác giá là 900.000 bao ship, là không có quà tặng, các bác chỉ có một thân máy, hai pin và một sạc thôi. Thân máy là chạy động cơ có chổi than, pin của nó sẽ là pin châu 10 cell, chân pin phổ thông như này. Đấy, máy 3 chức năng này, có chức năng búa nhé. Và rất là ok. Các bác có thể là bắn tôn, bắn vít này, quan sát toàn bộ quan tường. Giá 900.000 bao ship nhé. Đấy, các bác lưu ý này, khi mà đặt hàng các bác đặt đúng tên mã sản phẩm đúng cho em. Đấy, đặt đúng tên là em đó chứ còn nữa nha. Để làm sao mà chúng em xuất đơn cho các bác là đúng tay mã sản phẩm. Đây là máy soi alu này. Soi alu của Osuka này. Cái này nó sẽ có nguyên bộ đầy đủ cho các bác này. Giá là 450.000 một máy nhá. Đây, nó sẽ có nguyên bộ như này. Soi alu của Osuka nhá. Đấy, rất là đẹp và chắc chắn này các bác này. Đây, đây là cái phụ kiện nó đi theo này. Đấy, rất là đầy đủ này. Đây là máy nhá. Cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Cái này các bác gọi cho em là máy soi alu nhá, của Osuka này. Đấy, 360W này. Rất là đẹp luôn. Giá 450.000 nhá. Máy soi alu của Osuka. Giá 450.000. Giá bao ship tận nhà cho các bác. Hôm nay thì em còn mấy cái túi đựng đồ em sẽ thanh lý nốt cho các bác luôn này. Bác nào mà đã sở hữu qua cái mẫu sản phẩm này của bên em rồi, các bác đều khen rất là nhiều luôn. Đấy, em sẽ có hai kích thước túi nhá. Đây là túi size trung này các bác này. Túi size trung sẽ có mức giá là 230.000, còn túi size đại sẽ là 260.000. Đây các bác nhìn cái đáy túi nhá. Em sẽ quay cho các bác về cái đáy túi trước này. Đây. Đáy túi được đan dây rất là dày dặn như này luôn. Có ở bên trên này có hai cái dây xách tay này. Đấy, còn đây là một cái dây đeo vai nhá. Đây là mặt sau của túi, có hai ngăn kéo khóa như này. Tất cả đều là cái củ khóa đồng này, các bác kéo rất là nhẹ bền cực kỳ luôn. Đấy, phía bên trong này các bác nhìn thấy không? Mặt trước này. Mặt trước cũng có hai ngăn kéo khóa và mặt sau cũng hai ngăn kéo khóa và nó sẽ có cái logo như này. Logo Daikin hoặc là Panasonic nhá. Nó giống nhau, nó chỉ khác ở cái logo này thôi. Các bác nào mà làm hãng thì nó sẽ rất là chuyên nghiệp. Còn các bác mà không làm hãng về, các bác tháo cái logo này ra thì nó sẽ không có logo nữa. Hai bên sườn nó sẽ có hai bên kéo khóa như này cho em. Đây, rất là đẹp và chắc chắn nhá. Túi size chung thì cái kích thước của nó sẽ là chiều cao là 25 này, chiều dài là 42 và chiều rộng là 20. Giá là 230.000. Còn túi size đại thì sẽ có kích thước là cao 32, dài 48, rộng 22. Giá sẽ là 260.000. Giá em bao ship tận nhà cho các bác. Đấy, các bác có thể là lựa chọn. Cái này các bác có thể sử dụng quần áo cho gia đình mình đi du lịch nghỉ mát. Đấy, hoặc các bác thợ có thể là đựng đồ nghề đi làm nhá. Rất là ok. Đấy thì hôm nay em cũng đã tư vấn và giới thiệu tới các bác nhà mình rất là nhiều các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề giá rẻ. Các bác mà đang có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai để đặt hàng nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào một cái buổi video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.